Xin chào các bạn, tôi là Tomato Hường. Trong video này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng một cách chi tiết nhất GetResponse, hệ thống thư trả lời tự động GetResponse. Các bạn thân mến, trong tất cả các bộ video của tôi trong kênh youtube.com/tomatohường đều chia sẻ về hai chủ đề chính, đó là Affiliate Marketing và bán hàng. Nếu các bạn quan tâm đến Affiliate Marketing, hãy subscribe kênh YouTube của tôi. Thì bây giờ để bắt đầu, tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn về GetResponse. Thì trong các video trước thì tôi cũng đã nói sơ qua về GetResponse. Một số video cũng nói là hệ thống thu email, làm thế nào để tạo squeeze page, làm thế nào để tạo landing page, web một trang, vân vân, rất là nhiều chủ đề. Thì bây giờ mình sẽ đi vào một chủ đề rất là chi tiết, cụ thể nhất có thể về hệ thống gửi thư tự động GetResponse. Thì đối với gửi thư tự động thì chúng ta có thể là sử dụng rất là nhiều hệ thống khác nhau. Tuy nhiên cái GetResponse là cái đơn giản nhất, có thể nhận xét nó là đơn giản để bắt đầu so với các hệ thống thư khác. Đấy, thì và dành cho người mới. Và hiện nay thì các những người mà họ đã làm Internet Marketing lâu rồi, họ vẫn sử dụng GetResponse. Nên các bạn mới dễ bắt đầu, đơn giản tiện dụng thì các bạn cũng nên là bắt đầu bằng GetResponse. Đấy, còn các hệ thống khác thì có lẽ trong các video sau thì tôi sẽ chia sẻ kỹ hơn. Rồi bây giờ đầu tiên tôi muốn giới thiệu các bạn đó là GetResponse là gì. Trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn một số nội dung, thì tôi sẽ liệt kê dần dần ra đây. Thì thứ nhất là tôi muốn giới thiệu cho các bạn về khái quát về GetResponse. Cái web GetResponse đấy, để hình dung thì tôi qua pen tôi vẽ đi, tôi thích vẽ bằng pen. Rồi bây giờ giống như là GetResponse nó giống như là một cái máy đấy. Các bạn có thể hình dung là GetResponse giống như một cái máy, mà ở trong cái máy này thì các bạn có thể là cho nó chứa cái danh sách email. Đấy. Danh sách email này thì các bạn có thể lấy tên nó từ các bạn có thể là tạo cái file để các bạn thu email vô. Đây là thu email vô cái danh sách này. Như một cái ví danh sách ấy, các bạn thu email. Đấy. Thu như thế nào thì tôi sẽ chia sẻ dần dần. Còn bây giờ đây giống như kiểu GetResponse là một cái danh, nó giống như một cái nơi để chứa rất là nhiều email vào, nó một cái máy để phát để gửi email đi vậy đấy. Gửi email một cách tự động mà các bạn không cần phải mất quá nhiều thời gian. Ví dụ như cái máy này nó sẽ cài đặt tự động. Đây là chính các bạn sẽ là người cài, rất là đơn giản, không có gì rắc rối cả. Đây là một cái máy đây để gửi thư. Ví dụ là ngày thứ nhất kể từ cái thời điểm mà khách hàng điền email vào cái hệ thống, khách hàng cho email vào hệ thống của bạn, hay các bạn tự nhập email của khách hàng vô, thì ngày thứ nhất, ví dụ đây là ngày 1 thì các bạn gửi cho khách hàng, đó là các bạn nói là xin chào, hôm nay tôi sẽ gửi tặng cho bạn món quà nào đấy, hoặc là cảm ơn bạn đã đăng ký vào hệ thống thư của tôi sẽ gửi cung cấp cho bạn các thông tin hữu ích. Thì thường thì mình làm affiliate marketing, mình bán các sản phẩm trên kênh, ví dụ như Clickbank, GetResponse hay là CJ, Amazon v.v. thì mình sẽ gửi thư bằng tiếng Anh và gửi những cái thư có nội dung là Hường bán, Hường hay bán các sản phẩm cho người nước ngoài đấy, thì gửi có nội dung là quảng bá các sản phẩm. Thì bán như thế nào có lẽ là các bạn sẽ tìm hiểu các video khác của Hường chia sẻ về affiliate marketing, làm thế nào để tạo thu nhập thụ động trên Clickbank ha. Thì còn đối với các bạn thì các bạn có thể là tạo cái GetResponse gửi thư này cho danh sách khách hàng tại Việt Nam, thì các bạn viết bằng tiếng Việt và cái nội dung tùy sản phẩm. Ví dụ như bình thường Hường hay quảng bá các loại ebook ở trên Clickbank để giúp cho người nước ngoài họ điều trị một số bệnh cũng như là giải quyết cái vấn đề của họ, làm sao để có người yêu, làm sao để người yêu cũ quay trở lại, vân vân. Còn Hường sẽ lấy một cái ví dụ một sản phẩm tiếng Việt cho dễ ha. Ví dụ các bạn ở Việt Nam, ở đây có ai bán về tế bào gốc nhân sâm chẳng hạn, thì ngày thứ nhất các bạn có thể là xin chào, rồi cái ngày tiếp theo các bạn nói là một số cái lưu ý về để giữ gìn sức khỏe cho phụ nữ, hay là làm đẹp
làm đẹp về da mặt vân vân, thì các sản phẩm về tế bào gốc nhân sâm sẽ giúp bạn gì đó. Chúng ta sẽ nói ngày hai, chúng ta sẽ nói một số kiến thức chẳng hạn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cài đặt tự động là ngày 3. Tức là chúng ta sẽ cài đặt là ngày 3 chúng ta sẽ nói cái gì, ví dụ như ngày thứ năm kể từ cái ngày mà khách hàng điện email vô. Thì các bạn nói là đây là cái sản phẩm rất là đặc biệt, để sản phẩm trị nám hiệu quả, trị mụn hiệu quả. Thì đó chúng ta sẽ dần dần đưa khách hàng quảng bá dần dần cái sản phẩm của mình. Và các bạn cứ có thể làm như gửi cài đặt hệ thống thư này 100 thư cũng được. Nói chung chúng ta có thể và chúng ta có ý tưởng hay thì chúng ta có thể cài đặt sẵn cái thư này, để khi nào mà khách hàng cứ điền email vô là họ sẽ đọc được cái email của mình và chúng ta không cần phải làm gì cả. Ví dụ như đơn giản các bạn có thể là vào website là tomatohuong.com. Thì ở đây thì Hường cũng có để một cái chỗ là đây, cập nhật và nhận quà miễn phí tài liệu về affiliate marketing. Thì nếu như các bạn điền tên và email vô đây thì hàng ngày Hường sẽ gửi thư tự động cho các bạn. Thì những cái bức thư này thì thật ra thì Hường đã soạn sẵn rồi. Thì các bạn vào đấy, các bạn sẽ đọc những cái lá thư đó, và 5 ngày sau sẽ đọc lá thư đó và 7 ngày sau sẽ đọc một lá thư khác vân vân. Thì không phải là Hường ngồi đấy Hường gửi, mà do là cái response nó giúp mình gửi những cái lá thư đó. Thì chúng ta có thể là cài một lần 10 thư, 20 thư, 100 thư vân vân cũng được. Đây là cái hệ thống mà chúng ta cài như thế nào thì rất là đơn giản, tí nữa Hường sẽ hướng dẫn. Ngoài ra thì chúng ta ngoài cái việc cài thì chúng ta ví dụ như cái danh sách email của mình là có, ví dụ các bạn có 5.000 email. Đấy, thì bây giờ các bạn muốn gửi đến cái danh không, ví dụ như các bạn đang đi chơi ngoài Đà Nẵng, biển Đà Nẵng, các bạn phát hiện ra một loại mực rất là ngon với giá rất là phải chăng, các bạn muốn là quảng bá cho các bạn, cho cái danh sách email của mình 5.000 email này, nếu như mua thì các bạn bán cho một lượng khách hàng khá là lớn đúng không? Vậy thì các bạn có thể là đang đi chơi, các bạn có thể gửi một cái lá thư. Đấy, gửi một lá thư thì lúc này lá thư không phải là cài đặt sẵn, mà lá thư chúng ta sẽ gửi bất chợt, gửi bất ngờ, gửi bất chợt một chút, chúng ta phải gửi thư gửi gửi thư ngẫu hứng đó. Có thể đặt nó là ngẫu hứng. Đấy. Thì giờ chúng ta gửi thư và chúng ta quảng bá đến cái list danh sách email có sẵn của mình. Thì làm nào để gửi một cái lá thư đến danh sách email có sẵn thì tí nữa Hương sẽ hướng dẫn. Như vậy đối với hệ thống thư tự động thì chúng ta có những cái phần cần làm, đó là làm thế nào để thu được email khách hàng, làm thế nào để gửi thư tự động mỗi ngày cho khách hàng, làm thế nào để gửi một lá thư ngẫu hứng vân vân. Thì bây giờ Hương sẽ vào cái quay lại cái response để chúng ta đi vào chi tiết. Thì đầu tiên Hường bây giờ cái phần tiếp theo là Hường sẽ nói về cái list, cái phần list lúc trước ấy là cái response nó bảo là nó gọi cái này là campaign, là chiến dịch, nhưng bây giờ đổi tên thành list rồi, tức là có thể dịch sang tiếng Việt đó là danh sách. Thì bây giờ trước khi mà vào thì Hường muốn giải thích định nghĩa cái danh sách là gì, cái list là gì. List thì các bạn có thể hình dung đơn giản là cái nơi chứa email. Ví dụ như chú Hường có một cái list về email về khách hàng họ mua, họ đang quan tâm về nhân sâm tế bào gốc, thì Hường sẽ đặt nói cái tên là nhân sâm tế bào gốc chẳng hạn. Mình đặt cái tên cho mình dễ nhớ thôi, đặt cái tên này thì không không có bắt buộc mình muốn đặt tên gì thì mình đặt. Rồi mình có một cái list danh sách email, đây là những khách hàng mà quan tâm tới bộ nhân sâm tới bộ gốc, thì mình nhóm ra một một danh sách riêng. Còn ví dụ như list khách hàng, đây là ví dụ khách hàng mua sản phẩm trên Clickbank đi, mua sản phẩm về về đĩa yoga. Yoga thì Hường có thể là để là yoga DVD. Ví dụ như Hường đang bán cái sản phẩm trên Clickbank, Hường đặt tên nó là yoga DVD để Hường trước cái email những khách hàng quan tâm tới cái việc mua cái đĩa yoga DVD để tập ấy. Thì ngoài ra vân vân có rất là nhiều danh sách khác, thì tùy cái danh sách mình phân loại cái nhóm khách hàng ra để chúng ta có thể là gửi
gửi email cho tiện á. Thì đấy là cái list, đó là nơi chứa những cái phân biệt ra những cái list email khách hàng mà chúng ta thu vào mỗi cái danh sách riêng, thì một nhóm khách hàng riêng. Thì cái danh sách list chính là nơi mà email của chúng ta nằm ở đó. Thì làm sao để tạo ra một cái list? Ví dụ như Hường bây giờ Hường sẽ tạo ra một cái danh sách là Hường sẽ tạo ra một cái danh sách, ví dụ Hường muốn là bán cái sản phẩm về nhân sâm tế bào gốc đi. Bình thường thì Hường toàn bán nước ngoài không, nên là bây giờ lấy ví dụ tại thị trường Việt Nam thì không 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 nghĩ ra, nhưng mà không sao. Thì bây giờ nhân sâm tế bào gốc, các bạn làm nhân sâm tế bào gốc, nếu như các bạn quan tâm tới cái việc affiliate trên Clickbank, làm thế nào để tạo thu nhập thụ động trên Clickbank, làm thế nào để tạo doanh số ngồi Việt Nam kiếm tiền Mỹ, làm thế nào để có thể tạo ra được dòng thu nhập đô la từ cái việc làm affiliate bán các sản phẩm cho thị trường nước ngoài, cho các quốc gia bên Mỹ, Úc, Canada, New Zealand, Australia, những quốc gia bên kia bán cầu đấy, và thu về hoa hồng. Thì các bạn có thể là theo dõi các video cast trên kênh YouTube của Hường, hoặc là tham gia vào, Hường có một cái lớp là 90 Day Shop, Hường sẽ nói sau đến cái lớp này. Đấy, thì bây giờ Hường tạo ra một cái danh sách về nhân sâm tế bào gốc đi. Ví dụ Hường muốn bán cái sản phẩm về nhân sâm tế bào gốc, sản phẩm này làm đẹp cho phụ nữ. Thì bây giờ Hường tạo một cái list, tạo cái danh sách này, nơi chứa các email những người quan tâm đến nhân sâm tế bào gốc. Thì Hường sẽ vào cái chỗ contact, các bạn nhớ contact nha. Vào contact. Thì nếu như các bạn không muốn sử dụng giao diện tiếng Anh thì các bạn kéo xuống đây. Ở cái chỗ English này các bạn chọn cái ngôn ngữ là tiếng Việt. Đây, tiếng Việt đây. Nó ra giao diện tiếng Việt cho các bạn. Tuy nhiên á, mình khuyến khích các bạn sử dụng tiếng Anh. Ra giao diện tiếng Việt đây, mình khuyến khích các bạn sử dụng giao diện tiếng Anh. Vì khi mà ban đầu khi mà chúng ta làm, chúng ta không có quen với tiếng Anh. Nhưng mà khi mà chúng ta làm một thời gian ngắn thì chúng ta hoàn toàn có thể là nhạy bén với những cái ngôn từ bằng tiếng Anh. Thì các bạn biết sao không, khi mà chúng ta có những cái thuật ngữ về tiếng Anh, chúng ta không cần phải biết đọc nó, cũng không cần phải hiểu sát nghĩa nó, mà chúng ta quen với mặt chữ như thế này á, thì khi mà tiếp xúc với những cái kiến thức mới thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể là tiếp cận ngay, hoặc là chúng ta sau này chúng ta học những cái phần mềm khác, những cái hệ thống khác, thì những cái ngôn từ, những cái từ tiếng Anh này nó vẫn như thế thôi. Nhưng mà nếu các bạn sử dụng tiếng Việt ấy thì không phải lúc nào các hệ thống nó cũng sẽ sử dụng tiếng Việt cho mình. Và để mà phát triển nhanh hơn ấy, thì giai đoạn ban đầu chúng ta chịu khó sử dụng tiếng Anh. Sau thời gian thì các bạn thấy tiếng Anh hay tiếng Việt cũng giống nhau, mà hiện tại tới thời điểm này á thì Hường lại thấy tiếng Anh dễ hơn. Tại vì lúc đầu thì Hường cũng rất là hoang mang khi mà sử dụng giao diện tiếng Anh ấy. Nhưng mà các bạn biết không, ví dụ như các bạn cái chỗ mà list ấy, thì thay vì vậy các bạn vô vào cái chỗ contact, thì các bạn chỉ cần biết nó là vào contact thì chúng ta sẽ tạo được cái list, tạo được cái danh sách hồi nãy vừa Hường vừa nói đấy. Chứ không phải là chúng ta không cần biết contact là gì đâu. Chúng ta không cần phải dịch contact là liên lạc. Thật ra mình chỉ cần biết là vào contact thì chúng ta sẽ vào được cái list. Đấy là cái mà Hường khuyến nghị. Còn nếu như các bạn khó khăn quá khi mà sử dụng tiếng Anh thì các bạn có thể kéo xuống sửa lại giao diện tiếng Việt để làm. Thì Hường thấy những cái ngôn từ này nè, dù các bạn dịch sang tiếng Việt đi chăng nữa thì nó cũng không có ý nghĩa gì, tại vì chúng ta không có gặp trước đây ấy. Chúng ta không có gặp nó nhiều trước đây nên là giao diện tiếng sử dụng tiếng Anh hay tiếng Việt gì nó cũng gần gần giống nhau. Bây giờ mình tập quen thì tập luôn tiếng Anh luôn. Đấy, bây giờ cái list này, create list. Thì chúng ta bấm vào cái chữ create list, tức là tạo ra cái danh sách này. Tạo ra danh sách. Bây giờ Hường muốn là tạo một cái danh sách tên là nhân sâm tế bào gốc để Hường chứa các email mà những người họ quan tâm đến nhân sâm tế bào gốc. Thì Hường để nó cái tên là nhân sâm tế bào gốc. Create nó. Đấy, thì Hường đã tạo ra một cái list nhân sâm tế bào gốc rồi. Rồi, bây giờ cái danh sách này thì Hường sẽ thu email những người quan tâm nhân sâm tế bào gốc vào đây, hoặc Hường nhập email những người mà quan tâm nhân sâm tế bào gốc vào đây. Thì thu như thế nào, nhập thư thế nào thì cái phần sau nha, khúc sau Hường sẽ hướng dẫn bây giờ nè. Trước khi mà chúng ta vào những cái phần đó thì chúng ta cài đặt một chút về, vào cài đặt một chút về cái hệ thống này.
Thì chúng ta vào cái dấu ba chấm này nè, cái list email Hường vừa tạo vào dấu ba chấm, chúng ta kéo xuống vào cái chữ setting. Setting tức là cài đặt ấy. Setting cài đặt cái list này, cái danh sách này. Rồi danh sách này có tên là nhân xanh tới gốc, ok. Thì có thể là viết tiêu đề mô tả, thì cái phần này thì các bạn có thể viết để cho nó chi tiết hơn, hoặc tạm thời chưa viết cũng không sao. Thì chúng ta có thể viết ví dụ như là nhân xong tế bào. Đúng. Rồi cái mô tả list description. Đây là mô tả thì chúng ta có thể là mô tả là sản phẩm, độc quyền, an toàn, hiệu quả cho phá đẹp chẳng hạn. Đấy, tùy các bạn có thể viết thêm vô tùy cái sản phẩm các bạn đang làm. Rồi category thì các bạn có thể là viết hoặc không cái chỗ category này. Ví dụ mình là quan tâm cái chỗ health and beauty thì chúng ta có thể chọn đây. Rồi ví dụ như các bạn bán thì thị trường Việt Nam thì các bạn nên để địa chỉ. Language thì các bạn bán tại cái chiến dịch này nè, nó dành cho thị trường Việt Nam nên là chúng ta để cái ngôn ngữ nó là tiếng Việt. Còn bình thường Hường hay bán các sản phẩm ở bên trên Clubbank ấy, hoặc là trên một số cái kênh affiliate khác, affiliate network khác, thì cái thị trường là chủ yếu là người nước ngoài, là những nước như Mỹ, Úc, Canada, New Zealand vân vân, thì Hường sẽ sửa nó lại là tiếng Anh, sửa nó lại thành English. Đây, English đây. Thì nếu như bán tại thị trường Việt Nam thì các bạn nên để địa chỉ, cài đặt địa chỉ vô. Còn đối với khi mà các bạn bán cái thị trường nước ngoài ấy, thì mình nên tắt cái địa chỉ đi. Vì mình làm affiliate marketing, bán cho những người dân ở bên kia bán cầu ấy, thì nếu như mình để địa chỉ Việt Nam thì nhiều khi người ta cũng không có độ tin cậy lắm. Một quốc gia mà cái mà ngôn ngữ họ không phải là thông dụng tiếng Anh, không phải là quốc ngữ, thì người ta nhiều khi cũng không có tin tưởng để mua hàng. Nên là chúng ta nên tắt cái địa chỉ đi. Còn bán ở thị trường Việt Nam thì chúng ta nên bật lên để tăng độ uy tín. Rồi chúng ta có thể là thêm logo hoặc không, thì có thể là chọn một cái logo để vô trong chiến dịch này chẳng hạn. Ví dụ mình có cái Chimney's logo này. Rồi lưu lại. Rồi qua subscription. Cài đặt thêm, tức là cái đầu tiên á, send subscription notification, có nghĩa là nếu có ai đó đăng ký vào hệ thống thư này, ai mà họ opt-in vô ấy, họ điền email vào cái hệ thống cho bạn thì nó sẽ gửi thư thông báo đến cái email này. Hoặc là nếu không thích cái email này thì Hường để vào thành công cùng tomato.com, ai cầm email.com. Tại Hường muốn là nó gửi thông báo, ví dụ như là nó sẽ thông báo là có một người tên là gì đó, email là gì đó, gửi thư đăng ký vào hệ thống của bạn để gửi thông báo. Thì các bạn nên để thông báo này để biết là cập nhật những người đã đăng ký vào hệ thống thư của bạn cũng được. Đấy, nên để. Còn nếu không thích thì tắt nó đi. Nếu mà đông quá, ngày nào không có người nhiều để đăng ký nó làm phiền mình thì tắt nó đi. Rồi cái chỗ web subscription với API subscription, cái này đó. Nếu như các bạn bật list hết lên như thế này á, thì có nghĩa là các bạn cần phải qua một bước là xác nhận. Các bạn có quen không, khi mà các bạn đăng ký vào hệ thống thư của ai đấy thì nó thường là bảo là vào email để xác nhận. Thì nếu như các bạn bật cái này lên, thì khi mà nó phải yêu cầu là khách hàng phải vô email, click vào tìm cái email là hãy xác nhận là bạn đã đăng ký đấy, nó yêu cầu vậy thì mới chính thức là khách hàng đăng ký, họ mới chính thức là hệ thống thư của bạn, nó nằm ở trong hệ thống thư của bạn. Còn nếu như các bạn không có có bật cái nút này lên đó, thì khách hàng chỉ cần điền email vào opt-in. Ví dụ như bật Hường tắt cái nút này đi, thì khi mà các bạn điền cái email vào đây và tên vào đây, thì lập tức là tên và email của bạn nó nằm ở trong cái get response luôn, nó không cần phải mà không cần phải xác nhận gì cả. Còn bình thường thì Hường bật cái này lên thì nhằm mục đích là khi mà bạn điền email vào đấy á, tên email vô, thì phải qua một bước đó là mở email lên xác nhận đăng ký, thì nó mới chính thức là nhận cái email của các bạn và các bạn chính thức là thuộc về danh sách email của Hường. Thì yếu điểm và nhược điểm tại sao chúng ta lại
tắt nó đi, tại sao chúng ta lại bật nó lên. Thì chúng ta nếu mà tắt nó đi á thì ai mà opt in vào cái hệ thống email của các bạn á thì các bạn đều nhận được cái thông tin về email và danh sách email và tên của họ, và họ nằm trong danh sách của các bạn. Còn nếu như mà các bạn bật này lên á thì khách hàng bắt buộc phải vào email xác nhận. Nếu họ không xác nhận á thì họ sẽ không thuộc danh sách email của các bạn. Tuy nhiên á, nếu như họ xác nhận rồi á thì khi mà mình gửi thư cho khách hàng thì tỷ lệ mà mình gửi thư vào inbox thì cao so với vào spam. Nếu như các bạn tắt cái này đi thì khả năng là các bạn gửi thư, nếu mà chúng ta không có biết cách biết như thế nào để giảm điểm spam, thì cái thư của mình nó khi mà gửi đến khách hàng nó hay vào hộp thư spam và khách hàng nhiều khi họ không đọc được. Đấy, đây là cái ưu điểm và nhược điểm của bật cái xác nhận và không xác nhận. Tắt xác nhận đi thì là đa số khách hàng họ đều nhận được email của mình không cần phải qua bước xác nhận. Có thể là họ không xác nhận nhưng mà email của họ vẫn nằm trong danh sách của mình. Tuy nhiên là bị cái là tỷ lệ mình gửi thư vô spam của họ khá là cao. Còn nếu mình bật cái xác nhận lên đó, thì có thể là họ quên xác nhận thì email của họ và tên của họ lại không nằm trong danh sách của mình gửi thư họ sẽ không bao giờ nhận được. Tuy nhiên nếu họ đã xác nhận rồi thì tỷ lệ mình gửi thư vào inbox thì khá là cao. Đấy là giải thích qua về xác nhận. Còn dưới này là về sau khi họ click vào cái nút xác nhận thì bạn muốn là cái ra cái trang mặc định của cái response, hay là các bạn muốn custom URL, tức là các bạn tự để cái landing page của mình vào đây, hay là muốn là cái mặc định của cái response. Nếu các bạn mới làm thì các bạn có thể để mặc định của cái response, còn không nếu các bạn biết làm website landing page chuyên nghiệp thì các bạn nên là để cái custom URL vào đây, tức là cái landing page của mình. Có thể là lúc đấy bạn bán thêm sản phẩm gì đó hoặc là bạn khuyến mãi cái gì đó tùy, để gọi là khách hàng có thể click và không 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 ngừng được. Ngừng thì rất là lãng phí, các bạn có thể quảng bá thêm sản phẩm nào đấy, sau khi họ click và xác nhận thì họ có thể thấy ngay đến cái link bán hàng của các bạn, bán về cái khóa học nào đó chẳng hạn, bán về cái chương trình affiliate của các bạn, bán về cái sản phẩm làm đẹp, bây giờ bạn bạn bán sản phẩm đầu tiên của các bạn chẳng hạn. Thì sau cái nút xác nhận các bạn hãy để link vào đây rồi vậy thôi. Còn mấy cái này thì từ từ. Hiện tại là các bạn không cần tiếp tục tìm hiểu về unsubscribe, về success page, newsletter directory thì cái này Hương nghĩ là không cần thời điểm này. Nó nằm trong những cái mục mà chúng ta cần nghiên cứu chuyên sâu khi mà sau khi các bạn rành. Khi các bạn mới thì các bạn nên học nhanh nhất có thể, lượng nhiều nhất có thể. Bởi vì cái lượng này thì nó rất là quan trọng. Nếu các bạn học quá bần bần ở một cái mục nào đó thì rất khó để chúng ta nắm được 80% căn bản. Nó chúng ta sẽ dậm chân tại chỗ rất là lâu ấy. Rồi rồi sau đó chúng ta lưu, nhớ là sau khi cài đặt ở trên đây thì chúng ta nhớ bấm vào lưu subscription. Thì Hường chưa có landing page thì Hường để vào cái response này, một cái response thì nó mới cho lưu. Rồi ok, rồi cái phần tiếp theo là confirmation message, vào đây chúng ta cài đặt nữa. Rồi bây giờ đến phần confirmation message. Tới phần này thì tức là cái thư yêu cầu khách hàng xác nhận là nó sẽ như thế nào. Thì chúng ta sẽ chọn, ví dụ hồi nãy Hường chọn chế độ tiếng Anh thì nó ra như thế này. Nếu như hồi nãy các bạn ngay chỗ General chúng ta chọn ngôn ngữ là tiếng Việt thì nó sẽ ra giao diện tiếng Việt, có những cái thư xác nhận bằng tiếng Việt để Hường cài để cho mọi người dễ hình dung ha. Hường sẽ lưu lưu nó confirmation message ở cái chỗ thư xác nhận. Thì có những cái lá thư sau chúng ta có thể là chọn nó, ví dụ supply, subject line, tức là cái tiêu đề của thư đó như thế nào. Thì tiêu đề của nó có thể là đăng ký báo cáo miễn phí, đăng ký bản tin, xác nhận việc đăng ký của bạn, nhấp vào link sau, vân vân. Hoặc là chúng ta có thể chọn bất kỳ những cái nào trong đây. Chúng ta có thể chọn, hoặc là chúng ta có thể là mẫu mặc định, hoặc chọn cái nào tùy. Chọn sau đó chọn cái tiêu đề, thì các bạn chọn là cái thư xác nhận này gửi từ cái email nào. Thì chúng ta nên chọn cái email, chúng ta nên dùng một cái email trong cái hệ thống thư tự động thôi. Bởi vì khi các bạn khách hàng sẽ quen
Google sẽ đánh giá bạn quen hay lạ qua cái email. Nếu cái email đó bạn gửi thư cho khách hàng mà được khách hàng mở xem thường xuyên, tương tác thường xuyên, thì cứ gửi thư từ cái email đó thì sẽ được vào inbox. Còn nếu các bạn gửi thư lộn xộn, tức là email lộn xộn, thì có thể là cái email này thì các bạn được vào inbox rồi, nhưng mà cái email khác thì các bạn chưa. Vậy nên là các bạn gửi thư email khác thì cái thư của mình nó lại vào spam mất. Nên là khi mà chúng ta nên chọn một thư thôi. Rồi sau này khi mà chúng ta cái list email của chúng ta lớn rồi, ví dụ chúng ta có 30.000 email chẳng hạn, chúng ta muốn đổi không sử dụng cái response, ví dụ như chúng ta muốn đổi sang cái EY3 là Infusionsoft, đổi sang cái hệ thống khác, thì chúng ta vẫn có thể tải cái list đó và đổi sang cái hệ thống khác, và chúng ta chỉ cần sử dụng cái email cũ là được. Hoặc là khi mà chắc là tí nữa nhắc cho bạn một số lưu ý, nếu như mà trong thời gian chúng ta có một cái lượng email lớn rồi, chúng ta nên tải cái lượng email đó cất đi, bởi vì nếu đùng một phát các bạn vi phạm chính sách nào của cái response nó đóng cái tài khoản của bạn thì tài sản của bạn vẫn còn, đó là bạn đã tải cất cái list email rồi. Khi mà các bạn đăng ký cái response mới, các bạn inbox cái email đó vô, cái danh sách email đó vô, sau đó các bạn vẫn sử dụng cái email cũ để gửi đi, thì cái email của bạn vẫn, cái thư của bạn sẽ vẫn vào inbox, nó không sẽ không vô spam. Thì chúng ta nên sử dụng một cái email thôi, lộn xộn với mà không nhớ nổi. Rồi cái email trả lời từ đâu các bạn có thể chọn, ví dụ Hường để là Nguyễn Thị Hường ulo@gmail.com, hoặc là thành công cùng tôi.com, thì tùy các bạn muốn để cái nào để. Các bạn có thể chọn, hoặc cái body thì chúng ta có thể chọn mẫu mặc định, hoặc là mẫu mặc định, hoặc là mặc đấy, chúng ta có thể chọn cái nào đó, confirmation chúng ta bấm vào đây chúng ta xem trước. Hồi nãy chúng ta để cái logo thì nó sẽ hiện lên đầu, còn không nếu như mà các bạn tắt logo đi thì nó sẽ không không có hiện ở đây. Nó nói là xin chào nè. Chúng ta có thể viết thêm vài dòng ở đây là để nhận sách miễn phí, vui lòng nhấp nút xác nhận bên dưới. Các bạn muốn viết gì viết để cho bổ sung thêm miễn phí, từ cái này từ cho tôi Hương, từ tên bạn vô cho nó quen thuộc, sau đó để khách hàng họ thấy cái tên mình, họ à đây là hồi nãy mình đăng ký đấy, để các họ click vào nút xác nhận. Rồi ở ký tên thì các bạn có thể sửa lại một chút, Nguyễn Thị Hường hoặc là Tomato Hường tùy. Chúng ta lưu confirmation message lưu lại. Đó là ba cái cài đặt. Rồi xong phần cài đặt, bây giờ ra cái dashboard, Hường vừa vào ra cái trang giao diện chính này, trung gian này để dễ nhìn. Thì chúng ta đã có được cái danh sách nơi chứa các email, nơi chứa danh sách khách hàng mà chúng ta thu được. Rồi bây giờ thì làm sao để quản lý? Ví dụ như là các bạn có thể là làm sao để quản lý danh sách này, các bạn bấm vào nút contact thì các bạn có thể thấy là một số cái danh sách email mà Hường đã tạo ra, cái này là cũng tạo trong quá trình hướng dẫn học viên ấy, thì Hường cũng đã tạo ra một số cái danh sách này. Ví dụ có danh sách này có 3 email, danh sách này có 6, danh sách này có 20. Thì đây là một số cái danh sách mà Hường đã tạo trước đó. Thì bây giờ các bạn muốn xem cái danh sách email đó thì các bạn có thể là vào, ví dụ như các bạn có thể vào cái list list này, các bạn có thể show contact. Thì lúc này các bạn sẽ thấy được cái danh sách email mà những khách hàng họ đã đăng ký ở đây. Đấy. Nếu các bạn có 100.000 thì email thì nó cũng sẽ show ở đây. Đấy. Thì các bạn sẽ biết họ đăng ký ngày nào luôn, các bạn nhấp vô đây. Các bạn sẽ biết là họ đăng ký vào ngày nào, và hệ thống thư tự động đã được gửi vào ngày thứ bao nhiêu rồi. Đây là ngày 13 ngày. Ngày thứ 13 kể từ cái ngày họ đăng ký rồi. Rồi, tên đây có đăng ký từ đâu đây. Rồi vị trí ở Hà Nội, Việt Nam vân vân. Chúng ta nhấp vô chúng ta xem thông tin khách hàng. Đấy thì chi tiết thì các bạn có thể là nhấp vô đây các bạn. Có thể là để mặc định là, của nó là ngày 13. Người này thì đã đăng ký vào ngày 13 rồi. Nếu các bạn muốn là họ nhận thư từ ngày 100 thì các bạn điền sửa ra thành 100 thì họ sẽ nhận thư từ ngày 100 trở đi. Đấy, một số lưu ý thêm. Rồi bây giờ mình trở lại. Đấy thì đây là danh sách. Ví dụ Hường muốn là show contact rồi. Muốn gửi thư cho họ thì bấm vào, xem những lá thư mình gửi rồi thì bấm vào đây.
rồi xem cái hệ thống thư tự động mình đã cài đặt thì bấm vào đây. Rồi các bạn có thể ví dụ như là các bạn muốn là thêm, ví dụ trong cái hệ thống này có 20 email, các bạn muốn add thêm người vô, các bạn vào add contact, sau đó các bạn có thể là thêm bao quanh, tức là thêm từng cái email, ví dụ như Hường để thêm vô là để thêm cái email này vô. Tên, ví dụ tên Linh. Ta bấm vào và cái chỗ permission đây, chúng ta bấm vào add contact thì cái email này nó sẽ vào cái danh sách đó. Thì chúng ta có thể là add cái contact bằng tay, chúng ta có một cái email với cái tên có sẵn thì chúng ta có thể thêm vào cái danh sách của mình đấy, thì chúng ta chỉ cần bấm vào add contact là được. Thì bây giờ Hường không có thêm tại vì email này nó có rồi. Thì các bạn, hoặc là các bạn có thể là bấm vào upload file, các bạn bấm vào bên dưới thì các bạn có thể up cái file nó lên để chúng ta add một loạt email. Đấy, khi nào các bạn có danh sách thì các bạn sẽ làm thử cái tìm hiểu thêm cái chỗ này ha. Tức là các bạn chỉ cần up cái file đấy, với cái định dạng CSV, TXT vân vân thì các bạn có thể up lên đây và chúng ta có thể add một loạt, thêm một loạt các danh sách email vô là của mình. Rồi đó là cái phần là thêm cái email vô. Như vậy thì quay trở lại một chút. Số 3, có bao nhiêu cách thu email khách hàng? Có bao nhiêu cách thu email khách hàng? Thì câu trả lời là có những cái cách sau. Thứ nhất là các bạn tạo ra cái squeeze page. Nói chung là các bạn tạo một cái có thể là gọi landing page đi. Ở đây các bạn có thể là gọi tạo squeeze page, tức là quét một trang ấy. Squeeze page là cái mà có thể là giúp bạn tạo ra được cái một cái trang opt-in khách hàng, chỉ cần thu, chỉ để mục đích là thu email khách hàng, pre-sale page. Cái này Hường hướng dẫn rất là kỹ trong khóa học chính đề xuất, hướng dẫn affiliate với Clickbank. Nếu các bạn chưa biết Clickbank là gì thì các bạn có thể là lên Google hoặc là có vào cái kênh YouTube của Hường để tìm hiểu Clickbank là gì. Hường chia sẻ rất là nhiều về thế nào để kiếm tiền trên Clickbank, tạo thu nhập thụ động với Clickbank. Đấy, Hường đã chia sẻ rất là kỹ trong cái khóa học chính đề xuất. Nếu các bạn quan tâm thì các bạn có thể đăng ký vào khóa học này 3 tháng với Clickbank chuyên sâu. Rồi, có thể là Squeeze Pay, Presale Pay, nói chung là chúng ta sẽ tạo website giống như kiểu là cái trên tomatohuong.com đây nè. Đây các bạn có thể tạo ra một cái trang như thế này, gọi là cái trang landing page. Cái này là thu email. Đấy, Hường viết xong rồi, nếu như ai muốn nhận quà thì có thể là điền email vào đây chẳng hạn. Rồi cách thứ hai thì các bạn có thể là cái đây là các bạn cần phải có website đúng không? Cái này thì video khác hướng dẫn chuyên sâu tạo website. Bạn một số các công cụ, nói chung cái này là đơn giản. Đơn giản không khó. Đơn giản thôi. Không có gì phải lo lắng. Rồi có thể là tạo trực tiếp dùng cái landing page của GetResponse. Landing page của GetResponse như thế nào thì hôm trước ở trong cái video trước Hường đã hướng dẫn qua rồi. Các bạn có thể là quay lại cái chỗ tạo hệ thống thư tự động, cái video tạo hệ thống thư tự động cơ bản của Hường để xem là về cái landing page, tạo cái landing page của GetResponse nó hỗ trợ. Nếu như các bạn sử dụng cái bảng 15 đô tháng của GetResponse thì các bạn chỉ tạo được một cái landing page. Các bạn muốn sử dụng nhiều hơn thì các bạn phải nâng cấp cái gói cao hơn. Tuy nhiên thì Hường vẫn có cách giúp các bạn tạo ra được những cái website, những cái squeeze page, pre-sale page cơ bản, đơn giản và không phải tốn phí. Nên không cần phải sử dụng của GetResponse, không cần phải nâng cấp lên ha. Nên là các bạn cứ theo dõi đi, Hường sẽ chia sẻ một số cách để các bạn có thể tạo ra những website, những squeeze page mà không cần phải 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 sử dụng đến cái GetResponse, không phải nâng cấp gì cả. Hoặc là các bạn có tự tự thêm
tự thêm email vào cái danh sách của mình, vào cái list của mình đấy. Hồi nãy Hương có hướng dẫn các bạn tự thêm email á, tức là thêm một danh sách cùng lúc luôn, hoặc là có thể thêm thêm one by one, tức là thêm từng cái. Thì cái này thì cẩn thận cái chỗ là tự thêm email vào cái danh sách. Các bạn có thể là hiện nay có những cái phần mềm người ta quét cái thông tin khách hàng ở trên Facebook, hoặc là các bạn bảo comment email đi ở dưới cái bài post trên Facebook, hoặc là các bạn thu email bằng bất kỳ lụm danh sách email, xin danh sách email của ai đó các bạn thêm vào, vân vân, có rất là nhiều cách. Tuy nhiên á, cái việc tự thêm vào danh sách này nè, đó phải cẩn thận, các bạn phải cẩn thận. Bởi vì khi mà nếu như các bạn thêm cái danh sách đó, họ không hài lòng, họ báo cáo mình đấy, thì họ nhiều người báo cáo quá, và nhiều người nhiều email không chất lượng quá đấy, thì sẽ làm cho cái Gerrit và nó đánh giá không tốt, và nó dẫn đến là tài khoản của mình bị khóa hoặc là cảnh báo spam. Cẩn thận cái chỗ này, các bạn nên là tự thu email bằng cách là tạo landing page, tặng quà cho khách hàng, hoặc là tặng quà hay làm cách nào đó để thu email khách hàng mà các chính khách hàng điền tên vào email vô, không nên lấy sách danh sách email lạ để đưa vào cái resume của mình, rất là nguy hiểm, có thể là cả nguyên cái hệ thống cái resume của bạn bị khóa hoàn toàn luôn, và các bạn phải kiến nghị trên lên nó, hoặc phải giải quyết rất là rắc rối. Như mình sẽ hướng dẫn phần tiếp theo là phần viết email. Phần này quan trọng nè, viết email khách hàng. Thì viết email làm như nào? Viết email có hai phần là tạo email gửi tự động nè, và phần thứ hai là cái phần gọi là tạo email gửi tùy hứng, tức là gửi bất chợt, khi nào mình muốn gửi cho list email của mình thì gửi, còn tự động cài là cài mặc định rồi, có nghĩa là mình sẽ cài ngày thứ nhất kể từ ngày khách hàng điền email vào cái ví dụ vào cái trang này, ngày thứ nhất kể từ ngày khách hàng điền tên và email vô thì mình sẽ gửi cái gì, và ngày thứ ba kể từ ngày mà khách hàng điền tên và email vô thì mình sẽ gửi nội dung email gì, ngày thứ bảy kể từ ngày mà khách hàng điền email vô thì mình sẽ gửi gì, thì cái nội dung này được cài đặt mặc định, cài đặt tự động. Bây giờ Hường sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt cách tự động, còn tùy hứng thì tí nữa. Hướng dẫn sau, bây giờ mọi người sẽ bấm vào cái chỗ contact, lê chuột vào contact, chúng ta kéo vào chỗ email marketing. Email marketing thì chúng ta sẽ ở đây nó sẽ có tất chúng ta sẽ thể hiện, chúng ta bấm này chúng ta sẽ hiện cái list chúng ta muốn gửi thôi. Bây giờ ví dụ như Hường muốn gửi vào cái list là tế bào gốc như sâm, tức là Hường muốn hướng tới cái đối tượng khách hàng là họ muốn muốn mua cái sản phẩm tế bào gốc nhân sâm để làm đẹp, với Hường click vào đây apply, tức là nó sẽ ra cái thư đấy. Thì chúng ta sẽ chọn là cái chế độ new newsletter như thế này á, tức là gửi thư gọi là tùy hứng, Hường vừa bảo là tùy hứng, tức là khi nào mình muốn gửi cho cái list email mình có rồi ấy, thì mình gửi, còn đâu nếu như cài đặt tự động chúng ta bấm vào cái nút là auto responder ở đây. Đấy, auto responder thì chúng ta sẽ chọn cái chế độ là chọn cái list chúng ta muốn gửi thôi, nhân sâm tế bào gốc đúng không? Apply. Chưa cài đặt cái nào hết. Ví dụ ngay cái ngày hôm mà cái thằng điền vô chúng ta sẽ gửi một cái thư. Chúng ta bấm vào cái ngày số 0 này. Chúng ta đặt cho nó một cái tên này khách hàng không thấy nên các bạn có thể là điền tên cho mình nhớ tùy, ví dụ nhân sâm tế bào gốc Hường viết tắt chẳng hạn. Rồi email số 0. Rồi ngày 0 hoặc là ngày 1 thì các bạn chữa thành số 1, còn không để mặc định là số 0. Rồi English chúng ta nhớ sửa thành cái list nhân sâm tế bào gốc. Rồi gửi ngay lập tức kể từ thời điểm khách hàng opt-in, khách hàng điền tên và email vô thì chúng ta gửi ngay lập tức, hoặc là chúng ta có thể là delay hay như nào đấy, nhưng mà thường là chúng ta gửi immediately, tức ngay lập tức. Rồi chúng ta sẽ cài đặt thư này, nếu mà chúng ta tích vào ngày thứ hai á, lỡ mà khách hàng đăng ký vào ngày thứ hai thì nó thư này sẽ không được gửi. Nếu chúng ta tích luôn ngày thứ ba, tức là ngày thứ hai và ngày thứ ba, nếu mà khách hàng đăng ký vào hai ngày này sẽ không được gửi chẳng hạn. Đấy thì nếu mà giống như kiểu nếu mà chúng ta chỉ có khuyến mãi vào thư này, nếu như mà khách hàng opt-in vào ngày chủ nhật có khuyến mãi thì chúng ta chỉ có thứ bảy chủ nhật mới được khuyến mãi, chúng ta tích bỏ hết mấy cái này đi. Đấy. Nếu như mà nó rơi khách hàng đăng ký rơi vào các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm,
thứ sáu thì nó không có gửi thư này, còn nếu mà đăng ký vào ngày thứ bảy chủ nhật thì có gửi thư này. Thì thường thì chúng ta để thường làm affiliate marketing, internet marketing thì thường chúng ta không có tiết bỏ, bởi vì ngày nào thì cũng đa số các trường hợp ngày nào thì chúng ta cũng gửi thư giống nhau. Rồi bây giờ làm sao để tạo thư? Chúng ta bấm vào create new email, rồi message name, cái tên này á khách hàng không thấy nên các bạn có thể là viết tùy, viết tắt thôi số không được. Rồi cái tiêu đề này khách hàng thấy nè, tiêu đề của email á, tiêu đề giống như kiểu email của các bạn thường nhận á, thì Hường có thể viết là có thể là gửi tới email là cảm ơn bạn đã đăng ký, đây là quà tặng khuyến mãi cho bạn chẳng hạn. Dù tiêu đề như thế rồi gửi từ email nào chúng ta có thể chọn chọn email nào, ví dụ thường thường lấy cái email là thành công cùng Zomato chẳng hạn, hoặc là chúng ta không có muốn gửi từ mấy email này chúng ta có thể thêm add new from email, chúng ta có thể thêm cái email khác. Đây thì chúng ta có thể là add email vô, ví dụ các bạn điền tên, bạn muốn lấy tên là gì, ví dụ Hường Tomato chẳng hạn, Tomato Hường gì đấy, các bạn để email, ví dụ để tên là Tomato Hường a còng gmail.com. Khi mà chúng ta điền address, chúng ta bấm vào đây thì chúng ta cần phải vào cái email tomatohuong.com để chúng ta xác nhận là chúng ta xác nhận cái việc gửi thư từ cái hệ thống email này thì nó mới được. Thì khi mà các bạn xác nhận xong thì qua đây á, thì qua đây các bạn bấm vào đây thì nó sẽ hiện ra cái tên Tomato Hường, Hường Tomato với cái email là tomatohuong.com ấy. Nếu không nếu như mà trong trường hợp nó không ra thì các bạn refresh lại, tải lại trang thì nó sẽ được ha. Rồi bấm vào next step. Tới đây là cái chỗ này là cái chỗ tạo thư quan trọng, các bạn có thể bắt đầu start from scratch, tức là bắt đầu từ cái ô trắng đó, hoặc là chúng ta có thể là chọn chọn những cái giao diện có sẵn như thế này, mà thường thì các bạn bắt đầu từ từ start from scratch đi, tức là bắt đầu từ những cái form trắng như thế này để chúng ta thiết kế luôn, bởi vì khi mà có hình ảnh và những cái hyperlink, những cái hình ảnh quá nhiều thì dễ bị cái điểm spam nó cao quá, do đó cái thư của mình sẽ rơi vào spam. Với lại khách hàng của mình sẽ không có muốn cái cảm giác là họ nhận cái email giống như kiểu quảng cáo đâu, họ muốn là cái kiểu thân thiện hơn. Chúng ta hay gửi email với phong cách là như trò chuyện với khách hàng hơn là việc là chúng ta gửi như như cái banner quảng cáo, thì khách hàng cảm giác quảng cáo thì họ thường sẽ không xem. Đầu tiên các bạn muốn thêm hình ảnh vào email thì các bạn có thể là kéo cái hình ảnh vô. Đấy, click vào đây thì có hình ảnh chúng ta chọn. Đây có những hình ảnh, hoặc là nếu trong đây không có hình ảnh thì chúng ta bấm upload file thì chúng ta sẽ tải cái hình ảnh từ máy tính của mình. Ví dụ Hường để hình ảnh ở trong máy tính đây. Tải hình ảnh từ máy tính, sau đó chúng ta sẽ chọn một cái hình nào đây, chúng ta sẽ đưa vào, thế là mình đã truyền được hình ảnh. Ta có thể là kéo nhỏ hình ảnh nó lại tùy các bạn, giảm kích thước, tăng kích thước tùy logo. Rồi sau đó muốn chữ thì các bạn kéo cái phần text block, tức là kéo cái phần text vô, kéo cái phần chữ vô. Cái này là khá đơn giản ha, này khá đơn giản. Rồi các bạn có thể là thiết kế phần chữ, ví dụ như xin chào, dưới đây là khuyến mãi đặc biệt chỉ dành riêng cho bạn ngày hôm nay, hôm nay chẳng hạn, nhân xong tế bào. Ở đây thì các bạn có thể là chỉnh sửa kiểu chữ động nếu các bạn thích, hoặc là chỉnh sửa thành kiểu nhạc. Đấy. Rồi ngoài ra thì các bạn vẫn có thể là hyperlink, hyperlink cái link affiliate của mình, hay cái link link sản phẩm, website sản phẩm hyperlink ở đây. Thì nếu như các bạn muốn là khách hàng nhấp vào cái nhân sâm tế bào gốc nó ra cái link nào, thì ví dụ như các bạn muốn là ra cái web gì đó, ví dụ mình để tạm cái web website đi. Ở cái Facebook cá nhân thì muốn hyperlink vào đây, thì khi mà khách hàng click vào
cái link này á, nó ra cái web, cái fan Facebook của Hường ấy, thì các bạn bôi đen cái nhân sâm tế bào gốc, các bạn bấm vào cái in cái dấu này giống số 8 ấy, là insert edit link ấy, các bạn bấm vào đây, dán vào đây là xong. Ok đấy, thì khi mà các bạn gửi đi, các bạn chỉ click vào đây thì sẽ ra cái Facebook. Rồi tiếp, các bạn muốn chỉnh sửa gì thì toàn bộ những cái này khá là đơn giản, các bạn có thể test thử. Ví dụ như muốn đổi kiểu kích thước màu chữ gì, cái thằng này nó cũng giống như Word nên các bạn, hay là kiểu chữ ở đây, thì tùy các bạn muốn kiểu nào thì các bạn chỉnh sửa theo kiểu đó. Rồi hoặc là căn lề vân vân, cái này nó khá đơn giản thôi. Rồi bây giờ ngoài ra thì các bạn có thể là kéo thêm một cái đường ruler, tức là mình kéo một cái đường thước ngang ở đây chẳng hạn, nếu các bạn muốn, hoặc là muốn định dạng là vừa chữ hình bên đây, text bên đây, thì kéo cái này ô này vô đấy, thì chúng ta sẽ để được hình bên đây, chữ chữ ở bên này. Hoặc là chúng ta thêm một cái nút button, tức là ví dụ như các bạn muốn là tạo ra một cái gọi là một cái nút gọi là đăng ký ngay chẳng hạn, và chúng ta muốn sau khi khách hàng click vào nút đăng ký ngay thì nó sẽ ra cái inbox cá nhân Facebook của mình, hoặc là ra cái trang cá nhân Facebook của mình thì tùy, và các bạn đổi màu cái này đi cũng được thì tùy các bạn. Chúng ta có thể đổi màu. Đấy, tùy các bạn sáng tạo thêm ha. Khi mà sử dụng rành rồi mình sẽ sáng tạo nó đẹp hơn. Ok, đấy. Rồi đổi màu chữ các kiểu, rất là nhiều thứ trên đây. Thì ngoài ra thì các bạn có thể là, nếu các bạn thường thường gửi theo kiểu là gửi báo, gửi tạp chí, kiểu những cái bài viết kiểu báo tạp chí, thì các bạn có thể là để cái social media, tức là để cái chỗ này cho khách hàng click vào đây, họ có thể share cái bài này ở trên cái Facebook, Twitter, Pinterest một vật. Và thường chúng ta không có biết, không có để những cái này. Thường chúng ta nên viết cái email theo kiểu là thân thiện, làm bạn với khách hàng thì nó sẽ tốt hơn so với kiểu quảng cáo. Hiện nay thì cái việc mà gửi email khách hàng thì nó cũng khá là thông dụng rồi, thế nên là khách hàng nhiều khi họ không có muốn cái kiểu email mà nó khá quảng cáo thì họ không thích nữa, nên chúng ta cứ gửi thân thiện ngắn gọn thôi, nói những cái vấn đề cốt lõi khách hàng cần, và nói những cái nói sản phẩm của mình, trình bày một cách ngắn gọn và rõ ràng là được rồi, không cần phải viết theo kiểu quảng cáo banner ads màu mè quá trời, thì nhiều khi sẽ không có để được khách hàng lưu lại đọc được lâu ấy. Rồi đấy là cái chỗ mà tạo email, thì các bạn có thể khám phá thêm ở đây, khá là đơn giản, không có gì mà phức tạp hết. Rồi sau đó thì các bạn có thể test message ở đây, các bạn có thể là send email test, tức là các bạn sẽ gửi thử email, ví dụ gửi thử tomato.com thử ra hay không, ra như thế nào, định dạng như thế nào, có thể test ở đây, hoặc là xem cái inbox review coi thử là nó hiện ở giao diện các inbox như thế nào đấy, các bạn có thể review, bấm vào đây hoặc điểm spam, tức là các bạn bấm vào đây để xem cái điểm spam của cái thư này là bao nhiêu. Thì điểm spam của cái này hiện tại là 1,0099, tức là cái điểm spam này nó không có vượt quá 5, thì cứ khoảng cỡ 5 điểm ấy, thì nó sẽ vào hộp thư spam, thì tốt nhất các bạn nên nó viết thư sao mà dưới 3 điểm, dưới 3 điểm spam thì nó sẽ mất an toàn. Rồi, sau khi mà các bạn xong hết cái phần này thì các bạn bấm vào nút Next Step. Đấy, thì các bạn kiểm tra một lần nữa coi thử cái list của mình viết đúng chưa, ngày gửi đúng chưa, rồi các cài đặt ở trên đây, sau đó lưu vào Publish, Save and Publish. Kể từ thời điểm này thì nếu khách hàng điền opt-in vào cái landing page, cái webpage mà nó dẫn đến cái list này thì họ sẽ nhận được cái lá thư này. Rồi tương tự các bạn có thể là cài thêm lá thư ở ngày 4, ngày 7, ngày 9, ngày 10 vân vân, thì các bạn có thể cài vô số ngày ở đây, vô số ngày không giới hạn luôn, tùy các bạn năng khả năng các bạn cài và viết email nhiều đến đâu, rất là nhiều đây. Rồi đấy là cài thư tự động ha. Nếu các bạn ngày ngày 0, ngày 4, ngày 8 thì kể từ ngày khách hàng opt in là ngày 0 nó sẽ gửi này, ngày 4 nó sẽ gửi cho khách hàng một lá thư này, ngày 8 nó sẽ gửi khách hàng một lá thư. Rồi đấy là cái thư tự động. Còn nếu như khách hàng nếu các bạn đang đi đâu và các bạn muốn gửi một cái lá thư đến khách hàng ngay lập tức, không quan trọng là cái thư mặc định, thì các bạn bấm vào newsletter. Newsletter thì các bạn bấm vào cái chỗ create newsletter.
Bấm vào đây thì các bạn bấm vào drag and drop email editor, bấm vào đây thì các bạn cũng tạo email y chang nãy. Ví dụ như Hường tạo một cái email tên là gửi Hường kêu là gửi tùy hứng luôn đi. Rồi cái tiêu đề thì tùy, ví dụ như là gửi từ, ví dụ đang đi du lịch ở Đà Nẵng, gửi từ Đà Nẵng. Rồi chúng ta chọn y chang nãy thì các bạn có thể là bấm vào đây để chọn cái thư, cái email gửi transcriptly, tức là các bạn chọn cái thư trả lời. Ví dụ khách hàng trả lời email đó thì các bạn muốn trả lời email này bằng cái email nào thì các bạn chọn cái thư mà trả lời ấy. Các bạn muốn trả lời khách hàng bằng email nào thì các bạn chọn ở đây. Còn đấy có thể là hoặc là để mặc định của nó. Rồi sau đó bấm vào next step. Y chang nãy thì các bạn có thể là tạo start from scratch, kéo xuống cái này blank blank template, tức là chúng ta tạo y chang nãy luôn. Các bạn có nhớ giao diện này không? Y chang nãy luôn. Hoặc là chúng ta không có muốn tạo từ cái phần start from scratch này thì chúng ta bấm vào cái blank text. Thì thường thường nếu các bạn tạo email từ blank text ấy, thì nó sẽ điểm spam của mình nó sẽ thấp hơn, an toàn hơn chút. Blank text thì ở đây nó cũng giống như ở bên cũng giống như bên kia, ví dụ như chỉ có điều là không có hyperlink được, không có chèn hình ảnh được, chỉ có chữ thôi, chữ thuần tí, chữ thuần tí. Ví dụ như là các bạn có thể là nhân trong tế bào gốc và các bạn xin chào, ví dụ có tên thì các bạn có thể xin chào personalize, các bạn để name vô, tức là xin chào thì mặc định tự động cái response nó sẽ đổi cái name này thành cái tên của cái người đăng nhập vào cái hệ thống, đăng ký vào cái hệ thống thư của bạn đấy. Rồi vậy thôi, và nó sẽ canh lề giúp bạn là bạn vừa viết thư thì không nên vượt quá cái dòng này. Thì hiện tại thì chúng ta cũng nên lưu ý, chúng ta đừng có nên viết cái thư một cái dòng quá dài, chúng ta nên xuống hàng. Thay vì một viết dài từ đây qua đây thì chúng ta nên viết khoảng cỡ nửa đoạn, chúng ta xuống hàng để khách hàng đọc và theo dõi tốt hơn. Và thường thì cái tỷ lệ họ đọc hết thư nó nhiều hơn so với việc các bạn viết tràn lan dài qua tới đây. Rồi đấy là cái việc các bạn vẫn bấm next step, test điểm spam call bình thường. Giờ test điểm spam call là nó âm luôn, điểm spam call nó không có. Rồi hoặc là sau đó các bạn bấm next step y chang nãy, hoặc là nếu như các bạn bấm vào cái chỗ quay lại là giao diện template, chúng ta không có làm theo kiểu là plain text, chúng ta làm theo kiểu như hồi nãy chúng ta start from scratch, sau đó chúng ta tạo thì chúng ta vẫn có thể chọn và replace, tức là tạo thay thế cái thư chúng ta vừa tạo, vì hồi nãy chúng ta vừa tạo thì nó lưu bản nháp ấy, thì chúng ta sẽ thay thế nó. Thì chúng ta tạo thư nãy thì chèn hình ảnh ở đây, chèn chữ ở đây. Ví dụ như các bạn muốn là hello đấy, chúng ta các bạn muốn personalize, các bạn bấm vào cái dấu đầu người nè, bấm vào đây thì bấm vào name thì có nghĩa là hello, thì mặc định cái tự name này nè nó sẽ thay thành cái tên của khách hàng, tạo cảm giác thân thiện hơn, tạo cảm giác họ giống như kiểu đang nói chuyện với họ thật á. Thì đây thì nó đó là personalize, các bạn có thể tìm hiểu thêm một số tính năng ở trên đây ha. Rồi giả sử Hường viết thư ok hết rồi, xong hết rồi thì chúng ta sẽ bấm vào text điểm spam call, các thứ thì tùy spam call rồi thì các bạn sẽ, sau đó các bạn sẽ bấm vào next step. Đến vào next step thì các bạn sẽ chọn cái thư, cái list mình muốn gửi. Ví dụ như đây là những cái list mà nó hiện ra là có email rồi, còn cái list mà mình vừa tạo đó, tức là nhân xâm tế bào gốc, nó vẫn chưa có email nào nên nó không hiện ra, nên là khi mà các bạn có email rồi các bạn mới mới gửi được cái thư này, còn trong cái list chưa có email nào thì đâu có ai để gửi đâu nên nó không cho chọn. Giả sử Hường muốn gửi tới cái list này, những thư Hường lo thì đấy, xin các bạn muốn gửi thì click vô, sau đó thì có thể là xem một số cài đặt ở đây, nhưng mà cái này mấy cái này không quan trọng lắm, bây giờ các bạn tập học mấy cái nhanh nè, cái này thì nghiên cứu sau, nó cũng không quan trọng lắm. Rồi các bạn bấm vào next step. Rồi ở đây các bạn có thể thấy được cái lá thư này là điểm spam call là 1,1 này. Nếu như muốn inbox review, tức là bạn xem thử cái thư đó nó sẽ hiện trong inbox như thế nào, thì các bạn có thể bấm vào đây để xem, kiểm tra cái thông tin là
cái tiêu đề này ok chưa? Muốn thay đổi gì không? Nếu không muốn thay đổi gì thì chúng ta sẽ bấm vào send. Thì chỗ này có perfect timing, tức là cái muốn gửi vào cái giờ hoàn hảo hay không. Tức là cái response nó sẽ tự nhận diện coi thử cái giờ nào của cái người khách hàng đó họ thường mở thư xem, họ thường mở đọc, họ thường tương tác thì nó sẽ gửi. Còn nếu như không nhận diện được thì nó sẽ gửi đúng vào cái giờ mà mình gửi cho khách hàng đấy, mình click vào nút send đó. Còn nếu mà chúng ta tắt cái chế độ này thì mặc định sau 60 giây thì nó sẽ gửi, hoặc là chúng ta thậm chí chúng ta có thể schedule, tức là chúng ta cài đặt cái thời gian gửi. Ví dụ mà các bạn không muốn gửi bây giờ, các bạn muốn gửi 60 phút kể từ thời điểm bây giờ, hoặc 9 giờ tối nay, hoặc là 10 giờ tối nay, thì các bạn schedule nó, tức là các bạn cài đặt cái thời gian nó, cài đặt cái thời gian cho nó. Còn nếu như không muốn thì cancel nó đi. Rồi muốn gửi ngay bây giờ thì chúng ta bấm vào nút send. Đấy, thì nó sẽ gửi trong vòng 60 giây. 60 giây chúng ta suy nghĩ chắc chưa? Nếu như mà chưa chắc thì chúng ta bấm vào cancel sending. Còn nếu như mà chắc rồi thì để sau 60 giây nó sẽ gửi. Đấy, bây giờ Hường không muốn gửi Hường bấm vào cancel sending ha. Rồi đấy là cái về viết email rất quan trọng. Hôm nay thì Hường hướng dẫn về phần kỹ thuật của cái response, còn cái content viết email như thế nào thì có lẽ hẹn các bạn ở cái video tiếp theo. Thì hy vọng là qua cái bài chia sẻ này thì các bạn sử dụng chi tiết hơn, biết sử dụng kỹ hơn về hệ thống thư gửi thư tự động get response. Còn đâu thì về content đó thì các bạn đó là một cái nội dung khác, nó không thể gom vào bài này được, bởi vì content nó cũng là một cái nội dung quan trọng. Làm thế nào để gửi thư, như thế nào để khách hàng click vào xem, gửi thư như thế nào để khách hàng tương tác với mình, để khách hàng mua hàng, tăng tỷ lệ chuyển đổi, vân vân, thì đó là một cái chủ đề riêng chúng ta cần bàn riêng. Còn hôm nay thì vừa hướng dẫn cái phần là khái quát về cái response, danh sách là gì, rồi có bao nhiêu cách thu email khách hàng và viết email như thế nào. Thì cái chỗ mà bao nhiêu cách thu email khách hàng ấy, thì cái chỗ mà tạo landing page, tạo website, thì cái phần này không hề khó, cực kỳ đơn giản luôn, các bạn đừng có nghĩ khó, vì nhiều người đã làm được. Mới đầu mình học mình cũng nghĩ là khó, nhưng mà thực ra trong khóa học 90 Days và Philip Philippines của Hường ấy, thì Hường rất là vui. Và câu chuyện của cô này thì Hường hay nói, cô 60 tuổi nhưng mà cô vẫn ấy làm được cái website rất là rành, cô làm được doanh số, cô là người tạo ra doanh số đầu tiên trên Clickbank, và chạm mốc 500 đô đầu tiên trên Clickbank và trong khóa học đấy. Và cô ấy đạt doanh số rất là cao, hiện tại doanh số rất là đều sau 3 tháng học khóa học 90 Days Up, tức là doanh số rất là cao. Ngoài ra thì có một anh thì rất là yếu về, tức là không giỏi về tiếng Anh, cũng không rành về công nghệ, nhưng mà doanh số ảnh sau khóa học 3 tháng thì được 3.000 đô. Thì không có lý do gì mà chúng ta ngần ngại, những cái này không hề khó đâu, ta cứ bắt tay vào làm là sẽ ok. Rồi đấy là những cái vấn đề về cái response. Ngoài ra thì về các bạn có thể là tạo thêm landing page cái ở mục này, thì trong video trước Hường đã chia sẻ khái quát rồi. Thì quan trọng là chúng ta action hành động, chúng ta action hành động và có những cái bài học kinh nghiệm rút ra cho chính bản thân mình. Các bạn sẽ trở nên đẳng cấp hơn trong lĩnh vực internet marketing. Thì đừng lo lắng, bởi vì lĩnh vực này không không khó đâu. Nó thực sự nó Nếu các bạn muốn khó thì nó sẽ rất khó. Tuy nhiên thì đối với cái việc mà chúng ta làm kinh doanh, chúng ta bán hàng, thì chúng ta chỉ cần biết những cái đủ xài là ok rồi. Và nếu như biết nhiều quá nhiều khi lại làm không được. Nên những cái này nó không hề khó. Và chúng ta hãy bắt đầu làm từng bước, học làm thư tự động, rồi sau đó là học làm website, rồi học chạy quảng cáo, vân vân. Thì cứ từng bước xử lý các bài học đó là ok rồi. Thì nếu như các bạn có thắc mắc về các vấn đề liên quan tới internet marketing, về affiliate, về Clickbank, vân vân, về các kênh affiliate network khác, thì có thể tương tác với Hường. Thì Hường có một website gọi là tomatohuong.com, và Facebook là Facebook chính thức của Hường là tomatohuong.com, sorry,
facebook.com/tomatohuong 155 và kênh YouTube của Hường là youtube.com/tomatohuong. Thì các bạn có thể liên hệ ở đây, Hường sẽ giải đáp thắc mắc cũng như là có thể giúp đỡ các bạn trong quá trình làm Internet Marketing. Ngoài ra thì nếu các bạn quan tâm đến phong cách sống tự do, xách laptop lên và đi, tức là làm việc chỉ với một chiếc laptop, làm việc bất cứ đâu, thời gian nào, thì cũng các bạn có thể liên hệ với Hường, hoặc các bạn tham gia vào chương trình 90 Day Job, là chương trình đào tạo affiliate với Club Ăn chuyên sâu của Hường. Các bạn tham khảo thêm ở đây. Đây là khóa học hướng dẫn các bạn tạo thu nhập thụ động, kiếm tiền thực chiến ở trên Club Ăn 3 tháng, step by step. Tham khảo thêm ha. Rồi, rồi hẹn gặp lại các bạn ở những cái video khác chia sẻ nhiều hơn về Internet Marketing, về bán hàng, về làm thế nào để xây dựng được phong cách sống, xách laptop lên và đi, tức là làm việc chỉ với một chiếc laptop thôi. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ nhấn subscribe đến cái kênh và comment bất cứ một cái điều gì các bạn thắc mắc cũng như là cảm nhận của các bạn về video này dưới cái comment để Hường rút kinh nghiệm cũng như là Hường sẽ giải đáp các thắc mắc cho các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Subscribe now.